Siêu bộ Dinosauria là một nhóm bò sát chủ yếu có kích thước lớn, tồn tại từ 231 đến 65 triệu năm trước trong đại chúng sinh. Khủng long thống trị trái đất trong hơn 165 triệu năm và chứng kiến một số thay đổi tiến hóa quan trọng. Thuật ngữ Dinosauria hay thần làng khủng khiếp lần đầu tiên được Sir Richard Owen sử dụng vào năm 1842 để mô tả Megalosaurus, Iguanodon và Hylaeosaurus vì chúng là những loài khủng long duy nhất được biết đến vào thời điểm đó. Từ Dinosauria có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp, Owen gọi loài khủng long là loài to lớn đáng sợ, thừa nhận kích thước khổng lồ của chúng, vượt xa bất kỳ loài bò sát nào còn tồn tại. Vào thời điểm đó, các nhà cổ sinh vật học đã cố gắng ước tính kích thước của khủng long bằng cách mở rộng kích thước của thần làng hiện đại, mặc dù bộ xương hóa thạch vẫn chưa hoàn chỉnh. Những kích thước khổng lồ này không phù hợp với Owen, thay vào đó, ông đếm từng đốt sóng riêng lẻ và tính toán tổng số đốt sóng của chúng bằng cách sử dụng số đốt sóng của ca sấu còn sống. Mặc dù nhiều thành viên của siêu bộ Dinosauria có kích thước to lớn, khủng long là loài động vật đa dạng với nhiều kích thước cơ thể, hình dạng và đặc điểm khác nhau. Một số đặc điểm đáng chú ý nhất của khủng long bao gồm tư thế đi bằng hai chân, không giống chim hoặc giống thằn lằn, răng và móng vuốt sắc nhọn. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số thông tin để có cái nhìn tổng quan về siêu bộ Dinosauria, bao gồm phân loại, quá trình tiến hóa, đặc điểm và sự tuyệt chủng của chúng. Hãy ấn like, subscribe rồi chúng ta cùng đến với những nội dung chính của video ngày hôm nay thôi nào. Hiện tại, gia đình Wondrexia vừa có thêm một thành viên mới có tên là Alep. Kênh chia sẻ những điều thú vị xung quanh đời sống chúng ta. Mục tiêu của kênh là biến những thứ khô khan, khó nhớ trở nên thú vị, bổ ích, đôi lúc cũng khá hài. Anh em ghé qua đăng ký ủng hộ cả đi. Cảm ơn anh em rất nhiều. Mặc dù siêu bộ Dinosauria là một nhóm bò sát đa dạng thể hiện nhiều đặc điểm khác nhau, một số loài động vật trong nhóm này có chung một số đặc điểm chuẩn. Sau đây là một số đặc điểm trong số đó. Đi bằng hai chân. Hầu hết các loài khủng long đều đi bằng hai chân. Điều này do sự tiến hóa của chân sau khỏe mạnh và sự dịch chuyển trọng tâm về phía hông, cho phép giữ thăng bằng và di chuyển tốt hơn. Những loài khủng long đầu tiên có kích thước nhỏ và đi bằng cả bốn chân, rất giống với tổ tiên bò sát của chúng. Tuy nhiên, một số loài khủng long bắt đầu đi bằng hai chân, và sự thay đổi về tư thế và khả năng di chuyển này sẽ ảnh hưởng đến giải phẫu và hành vi của chúng. Trong khi các nhà khoa học khác vẫn tiếp tục sử dụng thằn lằn làm mô hình khi khủng long mới được phát hiện, với đôi chân nhô ra từ hai bên cơ thể. Owen chắc chắn rằng đôi chân của loài vật này nằm ngay dưới cơ thể để duy trì kích thước khổng lồ của chúng. Ông đã miêu tả chúng theo cách thức và quy mô gần giống với các loài động vật có vú bốn chân hiện đại. Ở loài khủng long đi bằng hai chân, trọng tâm dịch chuyển về phía hông giúp chúng giữ thăng bằng và ổn định tốt hơn. Cấu trúc của xương chậu, chân và bàn chân sau đó cũng thay đổi theo. Khủng long đi bằng hai chân có xương chậu dài hơn, nằm thẳng đứng hơn, giữ chúng giữ thân bằng và hỗ trợ khi đứng và đi. Khủng long đi bằng hai chân có cả bàn chân cực kỳ chuyên biệt. Những ngón chân dài của chúng có thể bám chặt vào mặt đất, tạo lực kéo tốt hơn khi chạy và nhảy. Do mắt cá chân có độ linh hoạt cao nên chúng có phạm vi chuyển động và khả năng hấp thụ sốc lớn hơn. Vảy và lông vũ. Trong khi một số loài khủng long có vảy, những loài khác lại có lông vũ. Chất sừng tạo nên vảy rất cứng và có tác dụng bảo vệ da. Một số loài bò sát có vảy bao phủ toàn bộ cơ thể, bao gồm cả cá sấu và thằn lằn ngày nay. Nhiều loài khủng long cũng có vây, trong khi một số vây ở khủng long nhỏ và tròn, những vây khác lớn hơn và dài hơn. Ngược lại, lông vũ được cấu tạo từ một loại protein mềm và nhẹ gọi là keratin. Chúng tiến hóa từ vảy và có thể đảm nhiệm một số chức năng ở khủng long, bao gồm kích diệt, đe dọa đối thủ và bay. Lông vũ có nhiều hình dạng và kích thước, từ những cấu trúc đơn giản giống như sợi tóc đến cấu trúc phức tạp, nhiều nhánh ở nhiều loài chim hiện đại. Răng. Răng là đặc điểm quan trọng của loài khủng long để kiếm ăn và phòng thủ. Khủng long có nhiều loại răng khác nhau, từ răng có bề mặt phẳng đến răng cưa sắc nhọn. Nghiên cứu về răng khủng long đã cung cấp những hiểu biết quan trọng về chế độ ăn uống, hành vi và quá trình tiến hóa của chúng. Cấu trúc răng của khủng long có thể thay đổi rất nhiều tùy thuộc vào loài và chế độ ăn. Khủng long ăn cỏ có răng với bề mặt phẳng, rộng để nghiền nát thực vật. Những chiếc răng này thường được sắp xếp thành hàng hoặc thành cụm để xử lý thức ăn hiệu quả. Khủng long ăn thịt có hàm răng sắc nhọn và có khía dùng để xé thịt. Những chiếc răng này thường cong và nhọn, giúp chúng có thể đâm thủng và kẹp chặt con mồi. Sinh sản. Hầu hết các loài khủng long đều đẻ trứng. Khủng long đẻ trứng trong tổ thường được làm từ thực vật và các yếu tố khác của môi trường xung quanh.
Mặc dù một số loài khủng long có thể xây tổ trên cây, nhưng tổ của chúng thường được tìm thấy trên mặt đất. Người ta không rõ khủng long thể hiện sự quan tâm đến cha mẹ ở mức độ nào. Tuy nhiên, có bằng chứng cho thấy một số loài khủng long đã thực hiện hành vi chăm sóc con cái. Ví dụ, người ta phát hiện ra những tổ hóa thạch chứa cả con trưởng thành và con non. Điều này cho thấy con trưởng thành có lẽ đã chăm sóc và bảo vệ con non của mình. Việc một số loài khủng long được phát hiện trong tư thế ấp trứng càng củng cố thêm ý tưởng cho rằng chúng có thể ấp trứng. Hành vi xã hội. Các nghiên cứu gần đây cho thấy một số loài khủng long có tính xã hội cao hơn nhiều so với suy nghĩ trước đây. Việc phát hiện ra một đống xương lớn của một số thành viên cùng loài cung cấp bằng chứng đầu tiên về hoạt động xã hội ở khủng long. Những lớp xương này cho thấy chúng có thể đã cùng tồn tại theo bầy để tránh kẻ săn mồi hoặc di cư. Đường mòn là một nguồn bằng chứng khác ủng hộ hoạt động xã hội ở khủng long. Có những trường hợp dấu chân khủng long được phát hiện theo nhóm, cho thấy những loài động vật này đã di chuyển cùng nhau. Ở những dấu vết khác, có những bằng chứng cho thấy những cá thể đi cạnh nhau. Đây có thể là dấu hiệu của hành vi bầy đàn. Siêu bộ Deinosauria đã tồn tại trên trái đất trong hơn 160 triệu năm. Kỷ Trias, kỷ Jura và kỷ phân trắng tạo nên các phân nhóm chính của siêu bộ Deinosauria. Mỗi thời kỳ đều chứng kiến sự xuất hiện của các loài khủng long mới và sự tuyệt chủng của chúng. Kỷ Trias, từ 251 đến 199,6 triệu năm trước. Kỷ Trias đánh dấu sự xuất hiện của siêu bộ Deinosauria. Khủng long xuất hiện lần đầu tiên vào giữa kỷ Trias khoảng 230 triệu năm trước. Chúng tiến hóa từ một nhóm bò sát được gọi là Archosaur. Nhóm này cũng là tiền thân của cá sấu, thằn lằn bay và nhiều sinh vật khác. Những loài khủng long đầu tiên là loài động vật nhỏ, đi bằng hai chân, sống ở nhiều môi trường khác nhau, bao gồm rừng, đồng bằng và thung lũng sông. Một số loài khủng long đầu tiên trong thời kỳ này bao gồm Aeoraptor, Coelophysis và Plateosaurus. Những loài khủng long này có lẽ là loài ăn thịt và săn bắt các loài bò sát nhỏ và côn trùng. Một thảm họa tuyệt chủng toàn cầu ước tính xảy ra cách đây 201 triệu năm đã báo hiệu sự kết thúc của kỷ Trias. Người ta cho rằng có một số biến số, bao gồm hoạt động nuôi lửa, biến đổi khí hậu và va chạm tiểu hành tinh đã góp phần gây ra hiện tượng này. Một số loài, bao gồm cả một số loài khủng long, đã bị xóa sổ và điều này ảnh hưởng rất lớn đến sự sống trên trái đất. Để xem những thông tin chi tiết hơn về kỷ Trias, các bạn có thể xem video mình để ở phần mô tả nhé. Kỷ Jura, từ 199,6 đến 145,5 triệu năm trước. Các loài khủng long lớn hơn và đa dạng hơn đã tiến hóa trong suốt kỷ Jura. Vì có rất nhiều hóa thạch từ thời đại này được phát hiện, nên đó được coi là thời kỳ hoàng kim của khủng long. Khủng long thời kỳ kỷ Jura bao gồm một số loài nổi tiếng nhất, trong đó có Stegosaurus, Brachiosaurus và Allosaurus. Những loài chim đầu tiên có thể có nguồn gốc từ các loài khủng long nhỏ và có lông vũ vào thời điểm này. Kỷ phân trắng, từ 145,5 đến 65,5 triệu năm trước. Kỷ phân trắng là thời kỳ cuối cùng của đại chúng sinh, kéo dài từ 145,5 đến 65,5 triệu năm trước. Trong thời gian này, trái đất là nơi sinh sống của nhiều loài khủng long khác nhau, từ những loài ăn cỏ lớn nhất đến những loài ăn thịt đáng sợ nhất. Khủng long tiếp tục tiến hóa và đa dạng hóa với sự xuất hiện của nhiều loài mới, chẳng hạn như Triceratops và T-Rex. Tuy nhiên, vào cuối kỷ phân trắng, các loài khủng long bắt đầu tuyệt chủng, có thể do sự kết hợp của nhiều yếu tố như va chạm của tiểu hành tinh lớn hoặc hoạt động nuôi lửa. Bộ Ornithischia. Như đã đề cập, bộ Ornithischia là một trong hai bộ chính của siêu bộ Deinosauria. Đặc điểm nổi bật của bộ này là có chút hông độc đáo, giống như các loài chim hiện đại. Anto, những loài khủng long thuộc bộ này đều là động vật ăn cỏ. Chúng có thể nghiền nát thực vật hiệu quả hơn nhờ những loại răng này. Một số loài Ornithischia có những đặc điểm độc đáo như má có khả năng giữ thức ăn trong khi nhai. Bộ Ornithischia bao gồm một số phân nhóm hoặc nhánh quan trọng. Mỗi phân nhóm hoặc nhánh đều có những đặc điểm và lịch sử tiến hóa riêng biệt. Một số phân nhóm đáng chú ý nhất bao gồm Theriophora, Marginocephalia và Ornithoboda. Bộ Saurischia. Một trong hai bộ chính của siêu bộ Deinosauria, bộ Saurischia, bao gồm nhiều loài khủng long thống trị đại chúng sinh. Theriophora và Sauropodomorpha là hai phân nhóm chính của loài khủng long Saurischian, là hai phân nhóm chính của khủng long Saurischian, được phân biệt bởi cấu trúc hồng giống thằn lằn. Siêu bộ Deinosauria bao gồm một loạt các loài động vật tiền sử đã thống trị trái đất trong hàng triệu năm.
Những loài động vật thà tiền sử này có kích thước từ động vật ăn thịt khổng lồ đến động vật ăn cỏ có giáp, đã thay đổi vĩnh viễn góc nhìn của chúng ta về quá khứ của trái đất. Một số loài khủng long nổi tiếng trong nhóm đa dạng này đã thu hút sự quan tâm của mọi người trên toàn thế giới. Dưới đây là một vài trong số chúng. Tyrannosaurus rex, còn được gọi là T-Rex, đây là loài ăn thịt khổng lồ sống ở Bắc Mỹ vào cuối kỳ phân trắng và là một trong những loài khủng long nổi tiếng và đáng sợ nhất. T-Rex với chiều dài trung bình 12,3m và chiều cao là 3,95m, nổi tiếng với kích thước khổng lồ, bộ hàm khỏe và hàm răng sắc nhọn. Người ta cho rằng đây là một trong những loài động vật ăn thịt trên cạn lớn nhất. T-Rex thường được coi là loài săn mồi hàng đầu trong thời đại của nó do lực cắn mạnh và thể hình chắc khỏe. Stegosaurus. Khủng long ăn cỏ Stegosaurus được phân biệt bằng một hàng các tấm dựng đứng chạy dọc theo lưng và một bộ xương đuôi nhọn. Có gai được gọi là Tagomizer. Loài khủng long này sống vào cuối kỳ Jura ở Bắc Mỹ. Nó có bộ não to bằng quả ốc chó và có một cái đầu nhỏ. Người ta cho rằng các tấm da của Stegosaurus được dùng để điều chỉnh nhiệt độ và chiếc đuôi nhọn của nó có thể là một sự thích nghi để phòng thủ. Triceratops. Loài khủng long ăn cỏ Triceratops nổi tiếng và tồn tại vào cuối kỳ phân trắng. Với ba sừng trên mặt, một lớp xương lớn và một thân hình chắc khỏe, loài khủng long này được biết đến vì có vẻ ngoài ấn tượng. Triceratops sử dụng sừng của chúng để bảo vệ bản thân của những kẻ săn mồi và có lẽ là giải quyết xung đột lãnh thổ. Trước sự kiện tuyệt chủng thảm khốc đã tiêu diệt phần lớn các loài khủng long, đây là một trong những loài khủng long không phải chim cuối cùng còn tồn tại. Diplocaulus. Diplocaulus là loài khủng long ăn cỏ tồn tại từ 154 đến 150 triệu năm trước vào cuối kỳ Jura. Loài khủng long này được phân biệt bởi cổ và đuôi dài, chiếm phần lớn chiều dài cơ thể. Diplodocus cũng có đầu và não nhỏ, nhưng nó di chuyển bằng bốn chân nhờ cơ thể to lớn và khỏe mạnh của mình. Brachiosaurus. Vào khoảng 76 đến 73 triệu năm trước vào cuối kỳ phân trắng, loài khủng long ăn cỏ Brachiosaurus đã tồn tại. Rất dễ để nhận dạng loài khủng long này nhờ vào cái màu khác thường ở phía sau hộp sọ. Có lẽ chúng được dùng để phô trương và thu hút bạn tin. Hơn nữa, Brachiosaurus sở hữu một cái mõm dài hình ống và một số mỏ giống như mỏ vịt để ăn thực vật. Sự tuyệt chủng của siêu bộ Dinosauria là một trong những bí ẩn hấp dẫn và dày dặn nhất lịch sử của sự sống trên trái đất. Trong hơn 165 triệu năm, khủng long đã thống trị hành tinh, nhưng cách đây khoảng 65 triệu năm, chúng đã hoàn toàn biến mất. Mặc dù có một số cuộc tuyệt chủng nhỏ đã xảy ra trước cuộc tuyệt chủng cuối cùng, nhưng những cuộc tuyệt chủng khác không quá tàn khốc. Sự kiện này được gọi là sự kiện tuyệt chủng kỳ phân trắng cổ cận, đánh dấu sự kết thúc của đại trùng sinh và sự khởi đầu của đại tân sinh. Người ta từng chấp nhận rằng một số sự kiện bao gồm hoạt động núi lửa, biến đổi khí hậu và sự kiện va chạm thiên đạch đã góp phần gây ra sự tuyệt chủng kỳ phân trắng cổ cận. Lời giải thích nổi tiếng nhất cho rằng va chạm giữa tiểu hành tinh hoặc sao chổi là nguyên nhân chính gây ra sự tuyệt chủng. Như nhà vật lý Luis Alvarez và các đồng nghiệp của ông đã đưa ra vào năm 1980 sau khi phát hiện ra hố thiên thạch chiếc Sulup ngoài khơi bán đảo Yucatan ở Mexico vào đầu những năm 1990, lời giải thích này đã được chấp nhận rộng rãi. Vụ va chạm có đường kính khoảng 10 km, giải phóng năng lượng cực lớn và gây ra thảm họa toàn cầu. Sóng xung kích lớn do vụ va chạm có thể gây ra động đất, sóng thần và phun trào núi lửa. Một lượng lớn tro bụi và mảnh vỡ cũng bị vụ va chạm đẩy lên bầu trời, cản trở ánh sáng mặt trời và làm thay đổi khí hậu trên phạm vi toàn cầu. Điều này dẫn đến một kịch bản được gọi là mùa đông hạt nhân, trong đó nhiệt độ giảm mạnh, lượng ánh sáng mặt trời giảm và quá trình quang hợp bị cản trở nghiêm trọng. Do thiếu ánh nắng mặt trời, chuỗi thức ăn bị sụp đổ, gây tổn hại đến cả thực vật và động vật. Một loạt hậu quả thảm khốc đã xảy ra do hậu quả của sự kiện va chạm. Ngọn lửa lớn có thể đã thiêu rụi toàn bộ khu vực, làm tăng thêm khói và các chất độc vốn đã có trong không khí. Hệ sinh thái sẽ bị phá hủy thêm do mưa axit, do phát thải hóa chất lưu huỳnh và nitơ. Những yếu tố này kết hợp với nhau gây ra sự tuyệt chủng sinh thái khiến nhiều loài thực vật và động vật bị xóa sổ, bao gồm cả khủng long. Mặc dù ý tưởng về tác động này được chấp nhận rộng rãi, vẫn có một số lời giải thích về sự kiện tuyệt chủng của loài khủng long được đưa ra. Một số giả thuyết cho rằng sự tuyệt chủng này chịu ảnh hưởng đáng kể bởi hoạt động núi lửa. Deccan Chops của Ấn Độ ngày nay, một khu vực núi lửa rộng lớn, đã trải qua những đợt phun trào lớn suốt thời kỳ cuối kỳ phân trắng. Một lượng lớn khí nhà kính, bao gồm carbon dioxide và methane, đã được thải vào khí quyển do các vụ phun trào núi lửa này, làm đẩy nhanh quá trình biến đổi khí hậu và hiện tượng nóng lên toàn cầu. Theo ý tưởng này, áp lực sinh thái của hành tinh trở nên trầm trọng hơn do sự tương tác giữa hoạt động núi lửa và tác động của tiểu hành tinh gây ra sự tuyệt chủng của loài khủng long. Ngoài ra, còn có giả thuyết cho rằng sự thay đổi dần dần của mực nước biển,
Sự dao động của nhiệt độ đại dương hoặc sự bùng phát dịch bệnh đã góp phần gây ra sự tuyệt chủng. Tuy nhiên, những lý thuyết này còn nhận được ít sự ủng hộ hơn so với các thuyết về tác động và núi lửa. Tóm lại, sự tuyệt chủng của siêu bộ Deinosauria được cho là sự kết hợp của nhiều yếu tố, trong đó có sự kiện va chạm tiểu hành tinh là chất xúc tác chính, sự kiện tuyệt chủng kỳ phân trắng cổ cận đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong lịch sử sự sống trên trái đất, và mở đường cho sự hiện diện của các loài động vật có vú và các nhóm sinh vật khác thống trị hành tinh trong đại tân sinh. Vừa rồi là toàn bộ những thông tin về siêu bộ Deinosauria, một cái tên đã quá quen thuộc với những ai yêu thích và tìm hiểu về khủng long. Video này chắc chắn vẫn còn những thiếu sót, nên nếu các bạn có thông tin gì cần đính chính, cứ bình luận bên dưới để chúng mình khắc phục trong các video sau. Các bạn thấy sao về video này, hãy bình luận bên dưới cho chúng mình biết nhé. Nếu thấy hữu ích, hãy để lại một like, subscribe cũng như ấn chuông để không bỏ lỡ những video thú vị khác của nhóm chúng mình trong tương lai. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì, xin chào và hẹn gặp lại. My appetite, don't leave me high and dry.